Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dốc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh bộ đồ thể thao của nữ. Để cắt và may được bộ đồ này, mình dẫn các bạn làm 3 phần. Phần 1 mình dẫn các bạn cắt quần, phần 2 mình dẫn các bạn cắt áo, và sang phần sau là phần 3 mình dẫn các bạn may hoàn chỉnh bộ đồ này. Và đây là bộ đồ của mình. Quần của mình cặp chun liền, có dây phối ở phần sườn, hai túi chéo và moi giả, cặp chun liền. Áo của mình có mũ và có bo tay, bo gấu. Để cắt được bộ đồ này, các bạn sẽ mua cho mình là 2m2 vải, với khổ vải là 1m50, là mình may đủ. Và đây là số đo của mình: dài quần 90, vòng bụng 70, vòng mông 88, vòng gối 33. Số đo dài áo của mình: dài áo 58, rộng vai 39, dài tay 53, to tay 25 và 16, vòng ngực 84, vòng bụng 70 và vòng mông 88. Và chất để may đẹp nhất là mình may bằng vải cốt tông cá sấu, vải lỉ hay là vải ai da thể thao mình đều may được. Giờ mình xem cho các bạn cách xác định chiều dài của quần cũng như rộng quần. Và trước khi đi cắt, các bạn sẽ là cho mình để mình khử độ co bay của vải và cắt theo chiều dọc vải cho mình. Và cắt quần, các bạn lưu ý là để cho mình thẳng canh. Và chất liệu hôm nay mình hướng dẫn các bạn cắt là vải hơi co giãn. Để pha được vải, các bạn tính cho mình chiều dài quần, trừ cho mình bo gấu và cộng cho mình đường may. Còn rộng ngang mông thì bằng 1/4 vòng mông, cộng cho mình cử động. Cử động của mình tùy theo các bạn nhé, 5 hoặc 4 hoặc 3. Dài quần của mình 90, trừ cho mình 6cm của bo, là dài quần 84 cộng 4cm. Trong đó có 3cm của phần gấu và 1cm đường may chỗ cạp là 4. Dài quần của mình 88. Và bo gấu của mình thì là mình để là 6cm bo, thì chiều dài của mình là 14 và rộng của mình sẽ là 24. Bo gấu cắt ngang vải cho mình. Còn dài quần thân sau sẽ dài hơn dài quần thân trước là 2cm. 2cm của mình rông đũng quần, các bạn sẽ rông luôn cho mình là 2cm, cái phần rông đũng thân sau so với thân trước. Tính hạ mông cho mình bằng 1/4 vòng mông cộng 5. Vòng mông của mình 88 chia 4 được bằng 22, cộng 5 là bằng 27cm. Và cạp của mình là cạp liền, hạ mông cho mình là 27cm. Tính rộng ngang mông cho mình, rộng ngang mông bằng 1/4 vòng mông cộng 5 là bằng 27. Bạn là thích ôm hơn thì cộng 3 hoặc 4. Tính cho mình ra đũng quần thân sau là 5cm. Từ rộng ngang thân trước lấy ra 5cm là mình được rộng ngang thân sau. Vào cửa quần cho mình thân trước là 4cm. Các bạn ra gióng vuông góc lên và check vào cho mình 2cm là mình được phần đũng quần của thân trước. Và toàn bộ đường may bên trong quần của mình là 0,7cm. Bạn nào để to hơn thì cộng ra cho mình. Từ dưới mình lấy lên 9cm. Lối cho mình xuống rộng ngang mông thân trước. Đường chéo mình chia đôi và lấy vào 2/5 là mình được cửa quần của thân trước. Moi giả thân trước mình lấy vào 3,5, các bạn sẽ lối thẳng lên. Vào cho mình 7cm. Lối cho mình lên phần cạp. Từ dưới mình lấy lên 10cm. Đường chéo mình chia đôi và lấy vào 1/2 là mình được đúng quần của thân sau. Từ đường rộng ngang thân trước mình lấy xuống 28cm là được hạ gối. Một phần hai rộng mông thân trước là bằng 13,5. 13,5 là ly trục chính. Các bạn sẽ lấy thẳng xuống cho mình 13,5 đều.
Rộng gối của bạn tính cho mình bằng 1/4 vòng gối cộng cho mình 1 cm. Bạn nào thích may thụng hơn thì cộng 1,5. Vòng gối của mình 33 chia 4 là bằng 8, cộng 1 là bằng 9. Tính cho mình rộng ống. Rộng ống thì các bạn nào thích rộng thì để 9, không thì để 8 cho mình. Sau đó mình sẽ lối từ rộng ngang ống lên đường ngang gối và từ đường ngang gối lên đường ngang mông. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của quần. Mình sẽ cắt phần sườn, phần gấu, thân trước và thân sau bằng nhau. Còn phần ràng quần các bạn cắt rời cho mình thân trước riêng và thân sau riêng. Thân trước mình sẽ cắt trước. Từ rộng ngang thân trước mình sẽ lấy ra 2,5 cm là được rộng ngang thân sau. Phần ống ra 2,5. Phần gối ra 2,5 và phần ống ra 2,5. Sau khi cắt xong thì các bạn sẽ cắt rời cho mình cái phần sườn quần ở chỗ cạp và đánh cong lại cho mình cả thân trước và thân sau. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong thân trước và thân sau của quần. Và đây là phần dây.
Mình sẽ đặt dây lên mình may. Và phần sau thì mình sẽ dẫn các bạn cách may của quần này. Bạn nào mà mua dây ủng hộ mình thì nhắn tin cho mình theo số Zalo mình để ở trên kênh là 098 809 1712. Nhà mình có nhiều loại dây. Sau cắt xong thân trước và thân sau, giờ mình hướng dẫn các bạn để cắt túi quần. Dài túi của mình là 28 và rộng túi của mình là 17 cm. Và phần túi lót thì mình cắt mỏng hơn. Mình sẽ cắt 4 lót túi. Sau đó mình sẽ để phần sườn của thân trước lên phần lót túi để mình cắt. Để phần sườn của lót túi và phần sườn của thân quần trùng nhau. Các bạn sẽ cắt cho mình. Phần gáy túi các bạn sẽ cắt nguyết tròn cho mình. Còn phần sườn của túi các bạn sẽ cắt vát lên tầm 7 cm. Sau khi mình cắt xong 4 nốt túi thì mình sẽ để cái phần nốt túi lên phần sườn của thân trước để mình cắt miệng túi. Rộng miệng túi mình để 5 và dài mình để 18 cm. Rộng 5 và dài 18. Và phần chun quần thì mình cắt dài là 54. Bạn nào mà chun giãn nhiều thì để cho mình 50 thôi. Vì khi mình may vải dày, cái phần chun của mình nó sẽ đẩy ra là vừa. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt hoàn chỉnh mẫu quần thể thao của Lữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.